Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hệ thống tư pháp với việc xét xử nhiều đại án mang tính chất biểu tượng. Những vụ án này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính mà còn là các vấn đề như tham nhũng, quản lý công. Sự công bằng và nghiêm minh trong các phiên tòa không chỉ khẳng định tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống pháp luật mà còn tạo nên những tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, nhìn lại những đại án đưa ra xét xử năm 2023, dư luận giật mình nhận ra về những điều đặc biệt, có thể kể đến về số lượng bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu, số lượng cựu bộ trưởng vướng vào lao lý trong vụ án Việt Á, hay số lượng bị hại lên đến con số hàng nghìn người trong vụ án xảy ra tại công ty Alibaba. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đại án chuyến bay giải cứu đã đi đến hồi kết khi phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra xong xuôi và các bị cáo trong vụ án cũng đã nhận mức án thích hợp cho những hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, đại án chuyến bay giải cứu nhận được sự chú ý của nhiều người không chỉ vì đại án liên quan đến cán bộ, nhà nước mà số lượng bị cáo trong vụ án lên đến con số 54 bị cáo, trong đó có đến 22 bị cáo là cán bộ thuộc các bộ ban ngành của Trung ương. Chuyến bay giải cứu trở thành từ khóa hot nhất nhì mạng xã hội giữa năm 2023. Nhìn lại toàn cảnh đại án này, dư luận đến tận thời điểm hiện tại vẫn không khỏi xôn xao vì trong thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch, mỗi người dân đều ý thức được việc đại dịch Covid-19 nguy hiểm ra sao, nhưng những người được giao trọng trách chống dịch lại móc ngoặc với nhau để ăn chia trên nỗi đau của người dân. Tháng 1 năm 2020, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát và dần lan nhanh ra toàn thế giới. Chính vào thời gian này, trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh bùng phát tại các nước gây khó khăn cho cuộc sống và an toàn sức khỏe, nhu cầu về nước của công dân Việt Nam ở nước ngoài không ngừng tăng cao. Dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, công cuộc chống dịch lại đang vào giai đoạn phức tạp và tốn kém, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn tạo thuận lợi để đón công dân của mình trở về Tổ quốc. Sau thành công của chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước vào tháng 3 năm 2020 với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện việc đưa công dân từ nhiều địa bàn trên thế giới trở về. Đến từ đầu năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Riêng Bộ Ngoại giao đã đề xuất chính phủ phê duyệt 772 chuyến bay đưa công dân về nước. Trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với việc cấp phép chuyến bay, công dân tự trả phí, một số cá nhân có thẩm quyền ở các bộ, ngành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay này. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Ngoài hành vi đưa, nhận hối lộ để thực hiện chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định còn có nhóm bị can đã móc ngoặc để chạy án cho doanh nghiệp. Qua quá trình xét xử từ sơ thẩm vào tháng 7 năm 2023 đến phúc thẩm vào tháng 12 năm 2023, cơ quan chức năng đã tuyên án với 54 bị cáo. Đáng chú ý, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo. Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ Bộ Y tế, tù chung thân về tội, nhận hối lộ. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, tù chung thân về tội nhận hối lộ. Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, tù chung thân về tội nhận hối lộ. Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 14 năm tù, án sơ thẩm 16 năm tù, về tội nhận hối lộ. Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, 10 năm tù, án sơ thẩm 12 năm tù, tội nhận hối lộ. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, 5 năm tù, án sơ thẩm 6 năm tù, về tội nhận hối lộ. Một bị cáo khác cũng được giảm án là Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ điều tra của Bộ Công an, từ chung thân xuống 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải và khắc phục toàn bộ 18,8 tỷ đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng trong luồng những đại án sai phạm trong quá trình dịch Covid-19 diễn ra, đại án Việt Á được dư luận ví như một quả bom khi trong vụ án này có đến tận hai cựu bộ trưởng bị đưa ra xét xử là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Bên cạnh đó, đại án này cũng đã khiến nhiều quan chức nhà nước phải vướng vào lao lý.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc rồi lây lan sang một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Học viện Quân y chủ trì phối hợp với công ty Việt Á được giao triển khai đề tài nghiên cứu kit test COVID-19, kinh phí gần 19 tỷ đồng, trích từ ngân sách nhà nước. Quá trình thực hiện, các bị cáo tại công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số đơn vị đã có hàng loạt sai phạm, biến kết quả nghiên cứu về kit test COVID-19 từ tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân. Công ty Việt Á sau đó sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng. Để có thể thuận lợi chen chân vào đề tài nghiên cứu, được nghiệm thu, cấp phép lưu hành rồi phân phối kit test, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bỏ ra hơn 106 tỷ đồng, hối lộ các quan chức. Người nhận nhiều nhất là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long với 2,25 triệu USD. Cựu Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận 27 tỷ đồng. Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ nhận 350.000 USD. Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cũng chi hàng chục tỷ đồng nhằm cảm ơn một số quan chức đã đưa ra quyết định trái pháp luật có lợi cho công ty. Trong đó, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh nhận 200.000 USD, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhận 100.000 USD. Chưa dừng lại, để bán được nhiều kit test tại nhiều địa phương, cơ sở y tế, công ty Việt Á có chủ trương ứng kit test trước cho các đơn vị này sử dụng, sau đó mới hợp thức hồ sơ đấu thầu. Quá trình hợp thức, phía công ty Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng cho lãnh đạo các đơn vị, tổng số tiền cũng lên tới cả chục tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, trong phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh 18 năm tù về tội, nhận hối lộ, với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc, cựu Bộ trưởng và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cùng nhận 3 năm tù. Bên cạnh đó, tòa tuyên Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tổng hợp hình phạt 29 năm tù. Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tổng hợp hình phạt 15 năm tù cùng về hai tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trong năm 2023, cũng chứng kiến một vụ án lớn được đưa ra xét xử phúc thẩm là vụ án xảy ra tại công ty Alibaba. Theo đó, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty Alibaba. Tại phiên xét xử này, có 10 bị cáo bị kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có bị cáo Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực, hai em trai Luyện và Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Luyện đã điều hành công ty Alibaba xây dựng phương thức kinh doanh dựa trên những dự án không có thật, từ đó chiếm đoạt 2.447 tỷ đồng của hơn 4.530 bị hại. Như vậy, so với cấp sơ thẩm, sau giai đoạn xét xử phúc thẩm, số bị hại trong vụ án giảm nhưng số tiền thiệt hại tăng, bản án sơ thẩm 2.446 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho biết, lý do số thiệt hại tăng lên do chênh lệch trong quá trình xác định số tiền thiệt hại căn cứ trên danh sách bị hại mà tòa sơ thẩm đã xác định. Tòa phúc thẩm xác định, các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Do đó, bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật. Về tội rửa tiền, bị cáo Mai, Lực và Thắng đã chứng kiến Luyện bị bắt nhưng nhằm che giấu bất hợp pháp về nguồn tiền đang có trong tài khoản. Mai đã chỉ đạo Lực, Thắng rút 13 tỷ đồng trong tài khoản và đưa tiền mặt cho Mai. Do đó, bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo tội rửa tiền là có căn cứ, đúng pháp luật. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang làm thủ tục để phân chia hơn 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc công ty Alibaba và đồng phạm thực hiện. Theo đó, bị hại được nhận nhiều nhất trong đợt này là hơn 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự còn tổ chức cho 58 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục nộp tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan vụ án. Đối với các bất động sản của công ty Alibaba, Cục Thi hành án dân sự đang làm thủ tục ủy thác hồ sơ về cho các cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý bất động sản là trụ sở công ty Alibaba tại thành phố Thủ Đức. Cùng ngày, Cục Thi hành án dân sự đã có quyết định ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án dân sự của vợ chồng Nguyễn Thái Luyện. Các tài sản ủy thác xử lý bao gồm
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 6 thửa đất ở xã Thắng Hải đã bị kê biên trước đó. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!